Xin chào cả nhà à, Trước mặt mọi người đây là một cái góc ươm năm cánh trắng HO của bên vườn em Thì năm cánh trắng HO hay còn gọi là năm cánh trắng hiện on Hoặc là một số anh em còn gọi là năm cánh trắng hòa bình Là một cái cây năm cánh trắng rất nổi tiếng Được gọi là năm cánh trắng quốc dân Bởi vì cây này thì hầu hết những anh em mà chơi hoặc là tập chơi lan dài hạt năm cánh trắng Thì đều là ưu tiên sưu tầm đầu tiên từ những cái thời mà lan nó đang hot cho tới những cái thời mà lan để chơi như bây giờ thì cái cây này cũng được rất nhiều anh em ưa thích sưu tầm mọi người bởi vì cái đặc tính của nó thứ nhất là cái thân lá nó đẹp thằng này là nó thân lá là nó rất xanh sạch nha mọi người thân lá xanh sạch đầu tới cuối và lá nó cũng đẹp nữa đây lá đẹp cực kỳ luôn thân nó mập khi mà mọi người trồng chăm sóc tới cái giai đoạn mà nó thắt ngọn trưởng thành đó, là cái thân nó sẽ phân ra nó mập ra đẹp lắm À, cùng với đó là cái hoa nó nở rất ổn định cái hoa của năm trắng ho này thì hoa to à, rất là thơm à, đôi mắt à, kiểu mắt à, hồng hồng mọi người à, chính vì vậy thì nó được cực kỳ nhiều anh em ưa thích để chăm sóc làm giống trong vườn nhà à, gọi là một cái mặt hoa quốc dân mà. quốc dân là kiểu à, hầu như ai chơi lan cũng đều siêu tầm nó À, những năm trước đây thì anh em phải mất những cái mức giá rất cao, ví dụ cây vậy phải rơi vào tầm cả ba bốn chục triệu đó thì mới sưu tầm được. Thì đến hôm nay thì đã cái giống này thì nó có rất nhiều rồi. Chính vì vậy thì giá cả nó cũng rất là phải chăng và cái thời điểm này mỗi một cây như vậy thì chỉ có 100 000 ngàn thôi nhé mọi người. Mỗi một cây vậy có 100 trăm ngàn thôi à, và em sẽ bán từ 2 cây đổ lên. Mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được nhé. À, à, cây À, đây thì mọi người có thể thấy là ươm à, cái, <laughs> cái kỹ thuật trồng ươm cây thì cũng đã rất nhiều anh em là giới thiệu là chỉ hướng dẫn cho mọi người rồi à, mọi người có thể là cắt khúc khi mà cây nó trưởng thành nó, nó xuống lá hết á, thì mọi người có thể cắt khúc ra và để sau đó là từ từ thì những cái khúc này nó sẽ lên cây à. À, cái mùa hoa của HO thì nói chung là nó rơi vào mùa hoa tầm cỡ tháng rộ vào tháng 3 tháng 4 là nhiều nhất anh em uh, siêu sưu tầm thì tầm cỡ tháng 3 4, tháng 4 sang năm là sẽ được ngắm hoa mọi người nha à, rồi và hôm nay thì vườn em thì có một số cái cây đây bữa giờ thì cũng quay clip lên bán la ra cho anh em rồi anh em nào chúng ta chưa có năm cánh trắng ho hiện oanh này ạ thì mọi người có thể là đặt mua trong ngày hôm nay luôn mọi người nha đây thì mọi người mua thì em sẽ lựa những cái cây khỏe đẹp nhất đây nha nói chung là cây nó cũng phải rơi vào tầm 8 tới 10 cm mọi người đây cây à, rất là lực và lúc gửi thì em sẽ ưu tiên là em lựa chọn những cái cây mà khỏe đẹp nhất để cho anh em về cho chúng ta dễ trồng dễ chăm sóc mọi người ha à, đây cây to khỏe đẹp nha à, ưu tiên ưu tiên là lựa những cây to khỏe đẹp trước đến khi nào mà hết những cái cây to đẹp thì mới tới những cây nhỏ hơn nhưng mà chắc cũng còn lâu mới hết mọi người bởi vườn rất là nhiều nha hàng mấy chục chậu tha hồ cho mọi người sưu, sưu tâm rồi đây mọi người thời sắm ngắm số cây ở trong vườn này cái này thì mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu nha gửi nguyên chậu đóng gói vào thùng xốp cẩn thận nha mọi người về nói chung các bác chị nhìn trên uh, clip sau là về nhận y chang vậy luôn à. và cái thời gian gửi thì uh, nó rơi vào tầm uh, em uh, vườn em là con Tum con tôm tây nguyên đó mọi người à. là bán nào ở gần con tôm thì tầm cỡ gửi một hai ngày tới bán nào ở xa thì có thể là hai ba bốn hoặc là cùng lắm là 5 ngày ha nhưng mà mọi người yên tâm là cái này thì có gửi là 1 tuần hay uh, 10 ngày thì cũng chả ảnh hưởng vấn đề gì bởi vì cái quá trình mình gửi thì trong hộp thì cây nó cũng phát triển thôi bởi vì gửi là gửi nguyên trọng mà à, nên là mọi người cứ an tâm về cái thời gian gửi nha à, về thoải mái cái này thì hồi giờ em gửi hàng ngàn đơn hàng rồi em rất có kinh nghiệm về mấy cái vụ vận chuyển à, nhiều bác nhiều chị đặt mua thì rất, rất an tâm à, mà ha mà thậm chí ví dụ nó có hư hỏng gì thì cứ báo với em em gửi bu cái khác à, rất đơn giản luôn rồi, à, hôm nay thì vườn người đây thì các bác anh chị à, à, mua thì cứ báo số lượng với em ha. Thì em gửi từ hai chậu đổ lên nha mọi người. gửi một chậu thì nó hơi bị thiếu hộp. Giờ nay thì phải bắt buộc phải gửi hộp xốp cho an toàn chứ không gửi hộp giấy đó. Giấy đây nhiều khi người ta ném phát thì nó bẹp lép cái cây thì thì toan. Đó vậy nên là phải gửi phải bằng hộp xốp mà gửi bằng hộp xốp thì gửi một hộp thì nó ít quá, nó không đủ số lượng hộp xốp để gửi thì gửi từ hai hai chậu trở lên mọi người nha. Hai chậu trở lên sẽ cho dễ đóng gói. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó, hôm nay là cây năm cây trắng HO nha. Cây này thì nở hoa tại vườn rất nhiều lần rồi, cây mẹ nở hoa tại vườn nhiều lần rồi. Nên là cái này thì chia giống là đảm bảo với mọi người là đúng chuẩn 100% là năm cây trắng HO không thể nào mà lầm lẫn qua cây khác được mọi người ha rồi thân lá thác ô nó không có cái đặc trưng riêng của nó Bạn chị trồng lan lâu năm ta sẽ để ý kỹ sẽ thấy thôi thân lá rất là sạch mọi người nhé xanh sạch nó là cây xanh sạch mà thân lá sạch càng trồng thì nó sẽ càng lên nù đẹp rồi xin cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người các clip về các giống lan đặc biệt tiếp theo ở kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên mọi người nhé xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. À.